Đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹp vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 Lê Ngọc Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, khóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhàn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Đầy đủ hơn và không bị chèn nhẹp vào. Hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 Lê Ngọc Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, trồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhàn tiếng kém hiệu quả.